Cục Đầu tư nước ngoài cho biết 5 tháng qua, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 47 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó, Hà Nội đứng thứ 2 cả nước, thu hút gần 1,14 tỷ USD, chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ninh. Nhìn chung, năm 2024 là năm Hà Nội có sự phát triển mạnh trong tất cả các ngành. Xét theo vốn đầu tư, tổng vốn đầu tư phát triển 5 tháng đầu năm 2024 của Hà Nội đạt 18,7 ngàn tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó thu hút 1,120 triệu USD vốn FDI. Ngoài ra, tổng vốn doanh thu ngành bán lẻ và dịch vụ của Hà Nội cũng lên tới gần 200 ngàn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Du lịch là ngành có mức hồi phục vượt trội nhất lên đến 48,9%. Tổng lượt khách du lịch đến Hà Nội cũng tăng mạnh đạt 2,6 triệu lượt, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.